Cô cất cái mắt đó đi. Nhìn dữ vậy, cô xem cho con với ạ. Ngày hôm nay cô sẽ trợ duyên cho con. Vì con là người trần mắt hột. Cô bổ quả thanh long này ra thì thấy nó rất là nhiều hột. Mà nhiều hột chứng tỏ là gì? Là tình duyên của con lận đận. Mọi cái trong cuộc đời của con, sự nghiệp tương lai của con, nó hiện ra như một cuốn phim trước mắt ta đấy nha. Đúng nhận sai cãi cho cô nào. Dạ dạ con cãi ạ. Im mồm. Ai cho mày cãi mà mày cãi. Đấy, cô bổ thêm một miếng thanh long nữa thì thấy số mày á, không giàu thì nghèo. Ngày 30 Tết thịt treo đầy nhà. Đúng nhận sai cãi cho cô nào. Dạ. Thôi mày đừng có cãi tao nữa. Đấy. Số mày thì có mẹ có cha. Mẹ mày đàn bà, bố mày đàn ông. Đúng nhận sai cãi cho dạ, cô nào. Thôi, thôi thôi mày đừng có cãi cô. Mà cô nói cho mày biết nha. Cô xem nó cái tâm. Đấy, tiền nong với cô nó không thành vấn đề. Nhưng mà cũng phải có cái gì đấy thì nó mới tốt hơn. Đừng nghĩ cô ạ. Dạ. Bán bổ, bán bổ. Mày đưa có 50.000, quang đi nửa đường hết xăng rồi đi tới đây làm gì hả? Con có 2 tờ con gửi ạ. Có 2 tờ, quang đi đến đây rồi quang đi về kiểu gì hả? Nói. Cô buồn cười nha. Con là con chỉ cần quang đến thôi. Quang về kiểu gì mặc xác quang, liên quan gì đến con đâu. Mày nói gì? Bố lão ăn cắp ăn nói xà lơ. Biết xem với chả bói. Sáng ngày ra chưa gì mất mẹ 2 bát phở rồi. Bực thế nha. Biết thế ăn cho nó ấm bụng rồi. Nhưng mà xem ảo thế nha. Chưa hỏi được gì đã đuổi. Muốn có đứa con cũng khó nữa. Muốn có con à? Đời đúng là chán hết chỗ nói. Chúc người hạnh phúc với điều người chọn. Dạo này mình suy nghĩ nhiều quá. Chắc là bị ảo tưởng rồi. Cả một cơ ngơi đồ sổ nhớ này. Thế mà mình lại không có đứa nào để chia tài sản. Khổ thế chứ. Ông trời, ông đúng là không có mắt. Ông ngu rồi. Sao đau bụng thế? Ui. Bụng sao thế này? Mình nhớ là mình tẩy run rồi mà. Hello mẹ. Hóa ra ông trời cũng có mắt nha. Tiên sư đã khen rồi còn đánh. Mẹ ơi, con có đẹp không? Đẹp lắm. Sao mày nói nhiều thế? Ồ, thế còn thằng này mày bị câm mà. Em mày nó cứ tằng tằng như thế mà mày không mở mồm ra được câu nào à? Mẹ ơi, anh bị câm như thế thì mẹ bức anh đi nuôi con thôi. À, đâu con? Ăn nói xà lơ. Đặt tên mày là xà lơ con nha. Còn thằng này mày cứ câm như hến đi. Đặt tên là giống nha. Ôi, đói à. Nào, nhà hết cháo loãng rồi, ăn tổ yến tạm con nha. Đây đây, con trai, con gái. Ăn miếng nào, đây. Nữa à, nữa. À, đây đây đây. Ăn 8 cái bát rồi mà vẫn chưa no à con. Ôi giời, mệt quá. Ôi giời ơi, lớn nhanh thế. Con có sức mạnh đấy. Sức mạnh đó. Đây. Yeah. Hãy xem tuyệt chiêu của ta đây. Yeah. Wow. Được, con gái của mẹ giỏi. Thế còn thằng này, mày có sức mạnh gì không? Gáp à. Ôi giời ơi, cho mẹ xuống đi. Mẹ biết sự lợi hại của mày rồi. Ôi, đẳng cấp đi con nha. Thôi, hai chúng mày đi chơi đi. Để đi mẹ chơi. Còn lúc cơm. Đi. Nuôi thế này nhanh phá sản lắm. Đi chơi. Cậu cả ở trong gia phả. Cậu cả là đại thiếu gia. Anh đẹp trai ơi, cho em xin mấy đồng. Em ăn cơm em đói quá rồi. Ăn xin à? Vâng ạ. Bỏ cái tay ra nào. Mày muốn xin tiền của tao ấy. Vâng. Tao à, trân trọng kính mời mày. Bỏ cái chân thối của mày khỏi dạy của tao ra. Em xin lỗi, em không cố ý đơn ạ.
mày sẽ xin lỗi không? Không có ý này. Sao anh đánh em dữ vậy? Chưa hết đâu. Anh ngồi ở đây nha. Đỡ đây. Rồi, hét gì nữa? Đi về, không mẹ mắng. Đi chơi thôi. Ôi, hai cái đứa mất dạy kia, tao sẽ trả thù chúng mày. Con trai, con lảm nhảm gì vậy? Mẹ, mẹ ơi, hai đứa mất dạy kia nó bắt nạt con đâu. Mấy cái chuyện con này, phải để bàn tay ta đóng vào à? Tự giải quyết đi. Thế mà bảo yêu mình, bảo thương mình, vọng tự giải quyết được nha. Mẹ hết yêu mình thật rồi. Đây. Ok. Đồng xanh gió dù em và mây nâng bước. Hả? Nhớ tao chứ? Lần này tao sẽ cho mày bài học. Lên. Tưởng tao sợ ngươi á? Sư tử hông. Cố lên. Đúng rồi, mạnh lên nữa. Để xem lần này ngươi chạy đi đâu. Xem chiến nó. Tao đã bảo chúng mày rồi, chỉ có tao mới được bắt lại em gái tao thôi. Mày có sao không? Em gái, lùi xuống. Bọn này cứ để anh. Chỉ có tao mới được bắt nạt con trai tao thôi. Nghe chưa hả? Mình đây. Và ta tuyên bố cho bà biết, chỉ có tao mới được tát con trai tao thôi. Bà đánh con tôi thì tôi đánh con bà. Bà được lắm. Này thì đánh này. Cuộc đời như những thước phim vậy. Mắt không thấy, tai không nghe, tâm sẽ không phiền. Mô vật. Baby shaturu turu, baby shaturu turu, baby shaturu. Mẹ ơi, mẹ, giờ vẫn còn ngồi mà đu sao? Mà xảy ra chuyện rồi, chuyện lớn luôn á. Lại xảy ra chuyện, trước thì là con cá, giờ thì là con mơ. Không hết chuyện à? Thần kinh mất thôi. Mẹ ra xem, không lại tối đầu mẹ trán đến nơi. Anh đợi con với. Cái con này nha, mày đừng có đánh ông, đừng có làm bậy nha. Ôi trời ơi, mơ ơi, mày dừng tay lại ngay. Mẹ ơi, cái thằng này đáng đánh, để con đánh nó một trận. Con dừng tay không thì bảo. Phú ông ơi, ông bỏ qua cho con gái con lần này. Mẹ, làm gì mà mẹ phải xin lỗi ông ấy?
Cái loại mà kẻ làm quan bắt nàng dân làng thì đáng đánh, còn phải cho bài học nhớ đời. Im. Quan à, ông làm ơn làm phước thư thả cho con gái con, nó trẻ người non dạ nha. Bỏ là bỏ thế nào, nó đấm ông sưng hết cả mồm này. Ta về ta phô bố tao, nhốt hết cái người vào tù nha. U là trời, ông đẹp trai la không giải thích. Mẹ, mẹ có làm sao không? Dám động vào mẹ tôi hả? Ông đứng im đấy. Mẹ để con đi, đánh đi, đánh tao đây này hả? Ông nhá, ông đừng có mà cậy, mẹ giữ con lại. Đừng có cậy bố làm quan mà thích bắt nàng ai bắt nàng nhá. Bơ này không hiền đâu. Mẹ đứng im, đứng im đây. Mẹ để làm con xử ông ấy. Ngoan thì ta tha cho. Bà đây nổi tiếng ngoan hiền nhất xóm đây. Mày bà đã xuống nước rồi mà còn làm tới hả? Đứng lên, mày con quan huyện còn có rể tao là vua đấy, nghe rõ chưa? Mẹ ghẻ là số 1. Mẹ thấy mẹ có chất không? Quá uy tín, đã bảo là hiền lắm rồi lại còn thích gây sự. Mà mày á, bớt bớt đi, mẹ già cũng không gánh được đâu. Con về nhanh còn kiếm gì ăn. Mẹ ghẻ đành đá, cứ như gờ phố ấy, cháy thật đấy. Mẹ số 1 không ai nhận số 2. Nè hai đứa kia, ta hiền nhớ sớm đấy nha. Mẹ ơi, mẹ có làm sao không? Mẹ nhìn cái này không sao à? Mà con gái con đứa học đâu cái tính chua ngoa đành đá đánh ngựa thế hả? Mẹ, tao hiền lành, mặt mày đẹp đẽ, thùy mỹ nết na này. Mắt gì mà mày bảo là mày giống tao hả? Mặt này thì giống cái nổi gì? Tao mới chỉ có ướt chứ chưa có đẻ ra mà mày á. Con đi mua cao gián nhé. Đi thì đừng có mà kiếm việc về cho tao biết chưa? Còn với chả cái, con biết rồi. Cố gắng làm con ngoan trong mắt mẹ ghẻ mới được. Đang ung dung trên trời, đám mây xanh hôm nay xuống trời. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thảnh thơi. Trời đang rét, gặp đúng cái con. Đời. Là đứa nào? Là đứa nào dám chọc gậy bánh xe của ta? Bà mà bắt được là mày nói đoạn. Không phải em đâu. Con mộng mơ. Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Bánh thơm không? Thơm. Hỏi bánh thơm không? Bánh thơm lắm. Để anh xúc cho em ăn nha. Anh làm đi, em ăn cái mũ này đi. Ngon quá à. Ngon quá à. Trong kìa, ngứa hết cả mắt. Anh ơi, anh ướt đi. Tuy là em mới liếm có một tí thôi, vẫn ướt được anh à. Để anh ướt nha. Anh ơi, anh có sao không vậy? Sao em làm thế hả? Em không làm. Không phải em thì là ma à? Không phải em thật mà. Không phải em thì là ai? Còn chỗ nữa anh hả? Ở chỗ kia có gì rung rung kìa. Chu choa mà ơi, lộ rồi. Bye bye. Thì ra là con mơ. Đứng lại đó cho chị. Ôi trời ơi, đủ gì mà dai thế không biết. Anh ơi, đứng im, em nhờ tí nha. Anh ơi, anh nhìn bọn chúng hôn nhau giữa ban ngày kìa. Được không biết ngại là gì, đi tìm con mơ đã. Đi. Tính ăn bà mày à? Ta là mơ chứ không phải mỡ đâu mà húp. Nhom nhom nhom, ngựa ông đã về. Anh chị ơi, cái gì vậy? Cứu em với. Mơ với chả mộng làm gì ban ngày ban mặt chạy như ma đuổi thế hả? Thiệt là đúng rồi đấy.
May là vào anh chứ vào ô tô là xong rồi. Đau đấy nha. Ôi trời ơi, nó còn hơn cả ma. Em bảo tí nữa có ai hỏi em thì bảo là mơ tới rồi nha. Em đi trước nha. Hả? Làm sao kìa? Chuyện gì vậy? Còn mơ đâu, đâu hả? Anh ra đây còn mơ đâu? Nó chạy hướng nào hả? Còn mơ đâu? Anh quên ở đây mơ đâu? Giấu ra đây hả? Hôm nay phải cho nó một trận no đòn. Mau đưa ra đây. Giấu ra đây. Hả? Mấy người là ai? Mơ nào? Ta chẳng biết mơ gì cả. Thích bán nạt người không à? Ta không có đòi cái người. Nhanh lên, giấu ra đây. Im lên. Cái người định tạo phản hả? Có biết ta là ai không? Cái người liều mạng đó, dám quát cả vua à? Vớ và vớ vẩn. Mà các người có muốn tìm mơ thì ra chợ mà tìm. Ta không biết. Đúng rồi. Con mơ kia kìa. Bác nó là đâu? Dừng lại. Bác lại. Đứng lại. Đứng lại. Không. Ôi trời ơi, nắp kính thế rồi mà vẫn thấy được. Con mơ này nó lại phá làng phá xóm rồi nàng ơi. Đi xem thế nào. Mẹ ghẻ thế này khổ rồi. Mẹ ơi cứu con với. Đứng lại mẹ. Đừng có để cho ai. Đuổi tôi lại đi. Ủa con mơ đâu rồi? Để ta mà bắt được thì đừng có trách ta. Khoan, dép của nó nè. Hả? Đúng là dép của đúng nó rồi nè. Dép nó ở đây rồi, người đâu? Đâu có biết đâu. Mơ, nó ở đây đi. Chết với ta. Đi đâu đi mà nhanh thế nhỉ? Rồi. Này, các người tìm được người chưa? Người là vua thì người phải chính trực. Đúng. Đừng có mà bao che cho cái xấu, nhớ chưa? Nha. Mau giao nó ra đây. Đã bảo không biết rồi, làm gì mà xa xả cho mặt người ta thế? Đây là đang đi hóng thôi. Đúng rồi đấy, mang cả vua à. Có tên tà tru di ba đời không? Vơ và vớ vẩn. Ta mà bán được nó nha thì ngài đừng có mà can thiệp. Đi thôi anh em. Phải tìm bằng đường. Nhớ đấy nha. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu nàng ơi. Đi hóng xem sao. May quá, chúng đi rồi. Kể ra toàn bọn ghê gớm. Ôi trời ơi, mẹ bảo đi mua keo dán kia mà. Mà đường này cũng không được. Mệt quá. Cuối cùng đã mua được rồi. Bôi vào miệng mẹ một cái là lại khỏi ngay. Lại yêu nhau như thuở ban đầu. May là mày cũng trốn kỹ đấy nha. Định chạy đi đâu? Chạy hả? Chạy nữa đi. Cứu con mẹ. Đứng lại. Đừng để tao bắt được nha. Mẹ, con mua thuốc về cho mẹ rồi nè. Mẹ xem có phải chính xác loại này chưa. Mẹ cầm đi. Mày lại làm cái gì mờ ám đúng không? Đâu, người ta ngoan hiền nhất sớm thế này mà mẹ bảo là quậy phá linh tinh. Tao là tao nghi lắm đó nha. Nghi cái gì chứ? Mẹ bôi thuốc vào miệng mẹ cho khỏi đi. Không tin á, ra hỏi cả làng đi. Biết ngay con ngoan nào luôn. Ngồi đấy. Trời trưa nắng đỉnh đầu. Con mơ đâu? Mở cửa ra. Mở cửa ra. Nhanh lên. Mở cửa. Giao con mơ ra đây. Nhanh lên. Nhanh không? Mở cửa ra. Mở đây. Cửa. Thôi chừng nó trong nhà lắm hả? Mở cửa ra. Dám đóng cửa hả? Đóng cửa hả? Tại sao mấy giao con mơ ra đây đi? Bao lâu? Tại sao lại đóng cửa chứ? Không được tích mở sự cửa gì? Ra. Ra đây ngay. Mở cửa ra. Con ngoan mà. Mẹ bình tĩnh ngồi xuống đây. Mẹ dặn mày thế nào hả mơ? Mẹ ơi, con xin lỗi con. Đúng là con gái của mẹ. Ngoan như thế mới được. Cho bọn dân làng biết cái nhà này chứ nị. Con đúng là con gái của mẹ. Sao mà mẹ không nói sớm? Làm con rất là tuyệt vời. Ra đây với mẹ đi. Ra đây. Chịu ló mà ra rồi hả? Mở cửa mau. Cửa nhà mình có tiếng nghèo đây. Nhanh lên. Nghe thử xem. Giao con mơ ra đây. Để tài sát dạo. Mở cửa ra. Đây. Giao con mơ ra đây. Mở cửa ra. Mà con chả nghe thấy gì. Chuẩn luôn. Nhưng mà chỉ cần lấy tay đẩy nhẹ cái này ra. Mẹ ơi. Nhanh lên. Ra đây. Mẹ ơi cứu con với. Mẹ ơi. Mày cứu con với. Mày hả? Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì mày phải chịu được cảm giác không ai chịu được nha. Cố lên con. See you again.